Tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh Nhan Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người combo bộ sản phẩm motor quạt gió và cánh quạt gió két nước của Toyota Yaris 2009 phiên bản số tự động. Sản phẩm ngày hôm nay em gửi tới anh em là cái motor được sản xuất bởi công ty Denso tại Nhật Bản, còn cánh quạt thì sẽ được sản xuất tại công ty Denso có chi nhánh trực thuộc tập đoàn tại Thái Lan. Với cái chất liệu cánh này thì anh em có thể hoàn toàn về yên tâm chất lượng cũng như thời gian sử dụng. Cánh được thiết kế với nhựa ABS cao cấp chuyên dùng để sản xuất cho linh phụ kiện phụ tùng ô tô cao cấp của Denso trực thuộc Toyota. Cánh với thiết kế là 7 cánh cánh chéo giúp sản sinh một lượng gió khá là lớn, giúp két nước luôn luôn được bảo vệ. Về phần motor của cánh quạt thì là nguồn điện để vào dòng này nó sẽ là 12V. Mã sản phẩm của nó là 168000 gạch ngang 2370. Và đây chính là cái mũi tên người ta đánh là cái chiều hướng gió nó sẽ quay. Cái đời này thì nó chưa lên phiên bản đời cao, nó vẫn là hai giắc điện anh em nhé. Đây là ba ba điểm để chúng ta bắt bắt vào quạt khi khi vào két nước đây. Đây, chúng ta bắt vào đây. Bắt vào trong cái chỗ giá lồng quạt két nước, thế là xong. Đó. Thì vừa rồi là em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái combo bộ sản phẩm motor cộng với cánh quạt gió két nước của Yaris 2009. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.